liệu những cái thứ gì tồn tại hàng trăm năm nhưng đâu đó chúng ta không quan sát nó, chúng ta không nhìn nhận nó, để rồi nó thành một cái thói quen, nó cuốn phăng mình đi, để rồi chúng ta nhìn lại hình như ngày Tết nó lại là một cái gánh nặng gì đó. Một số thói quen cần xem lại trong dịp Tết âm lịch. Thói quen đầu tiên đó là thói quen lì xì đầu năm, tức là chúng ta lì xì những cái chất liệu của sự tử tế, chúng ta lì xì cái chất liệu của giáo dục, của cái sự dạy dỗ, thay vì chúng ta lì xì thuần về tiền. Lì xì điều tử tế, chúng ta dùng cái thẻ lì xì. Đấy, ở đây tôi lấy ví dụ một vài cái thẻ lì xì này. Thẻ này là thẻ nghị lực, vẽ hình bé đang tập thể dục này. Bụt dạy em nghị lực là dũng cảm siêng năng, sáng dậy sớm thể dục, vui chẳng có gì bằng. Bụt dạy em hiếu thảo là giúp đỡ mẹ cha, là yêu thương chăm sóc, luôn kính trọng ông bà. Bên cạnh là một tấm hình rất dễ thương. Đây là cái thẻ bình an. Chúng ta sang xem cái thẻ bình an nhé. Khi bình an em biết, tâm mình nhẹ nhàng hơn, mỉm cười thầm biết ơn cuộc sống này tha thiết. Khi bình an thì con biết tâm mình nó nhẹ nhàng hơn, mỉm cười mình biết ơn nhá, cuộc sống này tha thiết. Mình bình an mình phải biết cái cơ thể, cái thân tâm này nó nhẹ nhàng, và từ đó mình biết ơn cuộc sống. Niềm vui này, khi con vui con biết, nụ cười nở trên môi, tâm bình thản đây rồi, hạnh phúc này khôn xiết. Mình phải nhận diện được cái cảm xúc của mình phải nhận diện được cái niềm vui bên trong mình. Khi hạnh phúc con biết, ánh mắt mình long lanh, nhảy chân sáo vòng quanh trọn vẹn từng khoảng khắc. Cái cảm nhận hạnh phúc ở các con thì nó không sâu lắng được như người lớn chúng ta. Chúng ta làm đơn giản hơn. Có niềm vui thì có nỗi buồn là bình thường. Chúng ta không nên trốn tránh nỗi buồn. Hãy dạy trẻ về nỗi buồn để rồi trẻ biết cách vượt qua nỗi buồn. Khi con buồn con biết, nước mắt này tuôn ra, nỗi niềm kia vỡ òa, hãy cho mình được khóc. Buồn cứ khóc đi, không có nhất thiết là phải cố làm gì. Và mình phải biết nước mắt nó tuôn ra vì bên trong chúng ta có nhiều nỗi niềm. Và chúng ta làm sao? Phải giải tỏa được cái nỗi niềm này thì cái nỗi buồn nó mới sẽ giảm bớt. Đây là những cái thẻ mà để lì xì điều tử tế. Chùm thơ Ba Gốc đấy. Khi sợ hãi con biết, tim mình đập nhanh lên, bước đi chẳng nhẹ tênh, hít thở đều con nhé. Tức là mình phải cảm nhận được cái sự hồi hộp, cái sự lo sợ ở bên trong mình. Rồi tim mình nó đập nhanh lên, nó hồi hộp, nó đập thịch. Bước đi nó gấp gáp, nó không còn nhẹ nhàng nữa. Thế là mình phải quay trở về hít thở đều con nhé. Quay trở về chăm sóc lại hơi thở của mình. Một lúc sau, tâm nó lắng xuống, cơn sợ nó biến mất. Từ tốn này, Bụt dạy em làm việc, hãy cẩn thận nhẹ nhàng. Hãy cẩn thận nhẹ nhàng, tránh nhanh nhẩu hấp tấp, kẻo đổ vỡ tan hoang. Con nít thì đứa nào cũng ẩu đúng không? Nó còn bé mà, thì nó phải ẩu một tí là bình thường. Thì các bé ẩu một tí, thì cách của chúng ta là mình phải dạy trẻ làm sao cẩn thận nhẹ nhàng, tránh nhanh nhẩu hấp tấp, kẻo đổ vỡ tan hoang. Thì đó chính là từ tốn. Đây là thơ lì xì điều tử tế cho con em chúng ta trong ngày Tết. Dậy sớm này, Bụt dạy em dậy sớm, tập thể dục rất hay, sáng trong lành hít thở, em vui khỏe mỗi ngày. Thấy không? Em tập võ này, Bụt dạy em là dậy sớm đi, tập thể dục đi, tập võ đi, chơi thể thao đi cho nó khỏe, đừng có ngủ nướng nữa. Tập quan sát này, tâm quan sát, Bụt dạy em quan sát, nghe nhìn phải nhiều chiều, rồi suy ngẫm thật kỹ, giải pháp hay thật nhiều. Chúng ta tập quan sát, nghe nhìn đa chiều, đừng có đơn chiều rồi quyết định, rồi suy ngẫm thật kỹ, rồi đưa ra giải pháp thật hay. Tương tự như vậy nha các bạn nhá. Hiếu thảo này, tư thế đúng này, ngồi thiền đấy. Bụt dạy em ngồi học ở tư thế đúng. Bụt dạy em ngồi thiền là gì? Đấy, Bụt dạy em ngồi thiền, mắt nhắm tâm lặng yên, chăm chú vào hơi thở, thế giới bỗng bình yên. Mình lắng cái tâm xuống, nhìn lại hơi thở của mình, nhìn lại cái tâm của mình. Lát nữa thấy cái tâm nó lắng xuống, thế giới nó bình yên. Tương tự như vậy, lòng nhân ái nó là gì? Bắt đầu từ nhà nhưng không nên kết thúc tại đó. Những câu này là người lớn phải tư duy cùng các con. các con nó tư duy không, nó không ra đâu. Tại sao cái lòng nhân ái thì lại bắt đầu từ nhà nhưng không nên kết thúc tại nhà? Lưu ý, lòng nhân ái không có điểm kết thúc. Vô lượng, từ bi nó phải vô lượng, nhân ái nó phải tỏa ra mãi. Việc tử tế không ở đâu xa, việc tử tế ở ngay tâm ta. Gieo nhiều hạnh lành, gặt nhiều phúc lớn. Người nông cạn tin vào may mắn, người sâu sắc tin vào nhân quả. Mình đánh bạc, mình đánh đề, mình chơi những cái trò đỏ đen, người nông cạn tin vào may mắn, người sâu sắc tin vào nhân quả. Mình đã gieo những cái nhân gì để mình gặt được cái quả này? Thay vì lì xì tiền, chúng ta lì xì sách. Sách tử tế, sách nói những cái điều tử tế, sách nói những cái điều về hạt giống tâm hồn. Người lớn với nhau chúng ta có thể tặng những cái bộ sách theo cái kiểu như là Hiểu về trái tim, Muôn kiếp nhân sinh, Trở về từ cõi sáng, Sức mạnh của sự tử tế. Là những cái bộ chúng ta có thể tặng nhau trong ngày Tết. Nó vừa lịch sự hơn mà nó vừa ý nghĩa hơn là một cái phong bì vài trăm nghìn. Thì đây là một cái bức hình cộng với một cái câu thơ về ái ngữ. Thì ở bên đây có một cái tấm gương sáng được miêu tả là tấm gương sáng này nó ứng với cái sự ái ngữ này, ứng với cái lời nói ở đây này. Để rồi cha mẹ nói với các con thành một bài học thực hành. Chúng ta có bài học thực hành cùng với các con. Và Bụt dạy em ái ngữ như hoa nở miệng xinh, nhẹ nhàng và thiện ý, dễ thương và chân tình. Bụt dạy em. Đấy, thế là vẽ một ông Bụt rất dễ thương ở bên cạnh. Lì xì sách, lì xì tri thức, nhưng cái tri thức này nó tải cái điều tử tế. Tương tự như vậy, hiếu thảo này, các bạn thấy chưa? Cái chữ hiếu thảo này thì đây cũng có Bụt dạy này. Chúng ta phải sống hiếu thảo như thế nào? Đấy. Rồi có cái câu đố vui này, có cái điều thực hành này. Đây là cái lì xì điều tử tế, nó là cái điều đó. Đó, thì đây là những cái bộ các bạn có thể lì xì các con ngày Tết rất tốt. Tóm lại, Tết năm nay hay Tết năm nào thì cũng thế thôi. Thay vì chúng ta lì xì bằng vật chất, chúng ta lì xì cụng ly bằng ly bia, bằng bàn nhậu, bằng cái cuộc đánh bài. Chúng ta bỏ dần những thói quen xấu đó đi, chúng ta luyện dần những thói quen tốt. Bắt đầu bằng một việc rất nhỏ là hãy lì xì những điều tử tế. Chúc các bạn trong năm nay có rất nhiều điều tử tế để tiếp tục lì xì trong suốt năm. Năm mới khai xuân, nâng tầm tri thức, thay đổi cuộc đời bằng tri thức đúng. Chánh Kiến khai xuân, khóa học ý nghĩa đầu năm mới. Truy cập bke.edu.vn/chánh kiến.